Thôi, chào anh em nha. Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày thôi. Anh em đừng kêu em bằng anh nữa ha. Em mới hai mấy tuổi à. Rồi điều kiện khí hậu nuôi nhốt chỗ em á thì nó thoáng mát, rộng rãi. Gà tơ thì thả vườn, cho nên gà cũng có kháng sinh rồi, khỏe lắm. Với lại lúc nhỏ em cũng có làm vaccine rồi. Rồi sáng cũng bày gà vô ràng á, với lại nuôi gà cho khách á, sáng em cũng có phơi nắng được để cho gà nó vô gai rồi giao tới cho anh em nó khỏe nhất, cho anh em sổ không có hóc đồ ha. Ngày hôm nay em sẽ quay sơ sơ mấy con cho anh em ngắm ăn. Anh em nếu như mà anh em thấy ưng á, anh em có thể bắt về chơi, anh em mới chụp màn hình, chụp màn hình Zalo lại gửi em, nói là bảo ơi anh thích con này à, nói không nếu như còn em báo còn. Rồi nói về vấn đề Zalo thì ngày nào em cũng đăng bên Zalo hết á, anh em qua bển đóng chờ, đón chờ clip sổ ha. Ngày nào em cũng sổ cặp hay cặp hết á. Rồi đăng bển, anh em cứ theo dõi kênh đi. YouTube này thì hai ba ngày em đăng cái, nhưng mà Zalo thì ngày nào cũng phải đăng. Anh em cứ theo dõi bên Zalo đi, thấy ưng á thì liên hệ em, còn không ưng á thì cứ theo dõi tiếp. Từ từ gà em lên nhiều lắm, gà em lên hoài vậy đó, cũng tại lúc nào cũng hay mà con nhiêu đó vậy. Tấn lên từ từ để cho anh em chơi. Cái hàng Tết đợt này cũng tầm 30-40 con thôi, anh em về anh em lựa, anh em chấm con nào anh em chơi nha. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ ha, chúc anh em một ngày thuận lợi tốt lành. Buổi mini game bữa trước thì em làm thì cũng có chủ nhân nhận rồi, nhưng mà em chưa có làm biết được, để ngày mai đi, mai em sẽ làm clip gửi trao tặng đến người khách nhận được mini game ha. Em thì chuyện gì cũng vậy, minh bạch rõ ràng. Rồi cảm ơn đã anh em đã xem video ha, chúc anh em một ngày vui vẻ.